Tôi chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sàn Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sàn Đồ Si tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo khoác gió hàng mới về, đồng giá các sản phẩm là 280k trên một sản phẩm bất kỳ, và khi mà quý anh chị mua từ hai sản phẩm trở lên thì giá chỉ còn là 250k trên một sản phẩm, và toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý anh chị ở mẫn nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sàn Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sàn Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Rất là sản phẩm đầu tiên nhà sàn Đồ Si giới thiệu đến quý chị em này là một con áo khoác gió tông màu đỏ. Sản phẩm của mình là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Head. Trên cổ áo đây thì sẽ là cái logo tem mác chính hãng của thương hiệu. Ngực áo cũng có thêu tên và logo của thương hiệu luôn, và mã sản phẩm thì sẽ là G162, chiều dài là 72 và ngang là 63. Size áo sẽ là size XL cho quý chị chúng ta có cân nặng nằm trong khoảng từ 70 đến 75kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình chiếc này. Cái tông màu đỏ của em này mặc rất là nổi bật, và nó cũng là một con áo rất là trẻ trung, năng động để cho các bác chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày. Dưới đây sẽ là thiết kế túi chéo ở hai bên. Còn về mặt chất liệu, em này sẽ là một con áo khoác gió dày dặn với thiết kế áo hai lớp. Lớp lót bên trong của mình sẽ là lớp lót nỉ, đảm bảo là cái độ giữ ấm của nó sẽ rất là tốt để các bác có thể là sử dụng trong cái thời tiết mùa đông năm nay. Và cái sản phẩm của mình nó sẽ là thiết kế dấu mũ này. Phần đằng sau này nó sẽ có mũ ở trên cổ áo. Các bác chúng ta sử dụng thì có thể là lật cái phần miếng giá này lên, còn nếu không thì quý anh chị chúng ta cứ cất gọn gàng cái mũ như này. Trong con áo của mình nó cũng rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm sẽ là G162 và độ mới của sản phẩm thì rất là cao. Bác nào ưng ý sản phẩm này nhanh tay là chốt đơn với nhà sản Đồ Si. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo tông màu đen. Sản phẩm này thì dành cho bác nào yêu thích những thiết kế trơn đơn giản để mình mặc hàng ngày thì các bác có thể lựa chọn này. Em này thì đến từ thương hiệu Asics, một thương hiệu của Nhật Bản. Mã sản phẩm sẽ là G163, chiều dài là 71 và sau là 77 và ngang trước này sẽ là 60. Size áo là size L cho quý chị chúng ta có cân nặng khoảng 65 đến 70kg là các bác có thể vừa vặn cho mình chiếc này. Đây cũng là một con áo rất là đẹp với cái độ dày dặn này. Lớp lót bên trong của mình cũng là lớp lót nỉ luôn. Chiếc này nó là 3 lớp nhưng mà nhà sàn Đồ Si sẽ show cho quý anh chị cái lớp trong cùng. Nó sẽ là cái chất vải nỉ giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt này. Tem mác tag mác đầy đủ. Sàn Đồ Si cam kết toàn bộ các sản phẩm đều là hàng chính hãng hết, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Và mình cũng sẽ có túi chéo đầy đủ ở hai bên này để các bác có thể giữ ấm tay, cũng như là mình đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Bác nào yêu thích tông màu đen thì có thể là chốt luôn cho mình chiếc này, mã G163. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con áo phối màu. Chiếc này thì sẽ tông màu trắng là cái tông màu chủ đạo, ngoài ra có thêm một vài các cái đường kẻ viền với tông màu xanh than. Mã sản phẩm sẽ là G164, chiều dài là 68 và sau là 72, ngang là 62, và size của chiếc này sẽ là size L. Bác nào bình thường vẫn mặc size L hoặc là mình có cân nặng khoảng 65 đến 70 kg, các bác có thể chốt đơn cho mình chiếc này. Và cái thời tiết mùa đông thì các bác vẫn nên lựa cho mình những con áo nó form rộng rãi ra một chút, vì là các bác còn có thể là mặc thêm những cái sản phẩm áo khác ở bên trong nữa cơ. Em này của mình cũng là một sản phẩm áo dày dặn này, tem mác tag mác cực kỳ uy tín luôn. Chiếc này của mình có mã là G164 cho quý chị nào chúng ta thường mặc size L, các bác có thể lựa cho mình chiếc này. Với cái tông sáng màu thì đây sẽ là một con áo các bác mặc rất là trẻ, rất là đẹp. Và đây cũng là một thiết kế áo giấu mũ này, sẽ có mũ để cho các bác chúng ta sử dụng. Thông số của sản phẩm Sàn Đồ Si sẽ ghim lại phía bên tay trái màn hình. Các bác chúng ta có thể là chủ động theo dõi lại một lần nữa để mình lựa ra những cái sản phẩm mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Và tiếp theo Sàn Đồ Si sẽ được giới thiệu đến quý chị một con áo khoác gió của thương hiệu Cosby. Mã sản phẩm sẽ là G165, chiều dài là 84, ngang là 73 và vai là 60. Em này size hơi lớn một chút, sẽ là tầm size 4XL. Các bác chúng ta có cân nặng từ 80-85kg trở lên thì các bác chúng ta bon chen cho mình chiếc này. Em này form suông rộng rãi thoải mái này, tông màu chủ đạo là tông màu xanh than. Hoặc là các bác nào chúng ta muốn mặc cái form mà nó siêu rộng thì các bác chúng ta cũng có thể là chốt cho mình chiếc này luôn. Quý chị có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm một chút. Em này sẽ là một con áo khoác có họa tiết này. Còn về mặt chất liệu thì đây cũng là một sản phẩm áo gió dày dặn với thiết kế hai lớp. Lớp trong cùng của mình sẽ là cái lớp vải lưới, mặc lên thoải mái dễ chịu và cái độ chắn gió chống bụi cũng cực kỳ ok luôn. Mã sản phẩm là G165. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay.
Em này của mình thì sẽ là một sản phẩm trơn đơn giản với thiết kế tông màu ghi. Đây là một con áo chính hãng của thương hiệu Kiwis. Đây cũng là một cái thương hiệu thời trang đến từ Mỹ này. Mình có cái logo của thương hiệu ở trước ngực áo. Mã sản phẩm sẽ là G166, chiều dài là 71 và sau là 76, ngang là 62. Và size của chiếc này sẽ là size XL. Quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg các bác có thể yên tâm vừa mặc cho mình chiếc này. Về mặt form dáng thì đây cũng là một con áo form suông rộng rãi thoải mái. Đường lai áo sẽ có thiết kế bo chun, quý chị chúng ta có thể là tự điều chỉnh phần lai áo được luôn. Và em này thì sẽ là sản phẩm áo gió hai lớp này. Lớp lót bên trong của mình cũng là lớp lót nỉ. Tuy nhiên em này lại là một con áo rất là nhẹ, trọng lượng của nó nhẹ thì các bác mặc nó cũng rất là thoải mái luôn. Mã sản phẩm sẽ là G166. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi ra ngày hôm nay. Một thiết kế cũng là tông màu ghi. Tuy nhiên em này của mình sẽ là thiết kế áo khoác cổ bè rất là lịch sự nhã nhặn để quý anh chị có thể lựa chọn mình mặc đi làm hàng ngày. Và mã sản phẩm sẽ là G167, chiều dài là 67, ngang là 58 và vai sẽ là 49. Size áo là size MO cho quý anh chị có cân nặng từ 60 đến 65kg. Các bác có thể là mặc vừa chiếc này. Cái form này thì nó là một cái form khá là cổ điển rồi. Đây các bác có thể tự mình chúng ta quan sát qua cái form dáng của sản phẩm. Em này thì là form suông, cái lai áo nó sẽ có thiết kế bo chun nên là khi mà quý anh chị chúng ta mặc lên thì vừa có độ thoải mái mà vừa rất là gọn gàng. Chiếc này thì cũng là một sản phẩm áo khoác hai lớp cho các bác chúng ta coi. Chiếc này nó sẽ là một lớp thôi nhưng mà nó lại rất là dày dặn nên cầm khá là nặng tay. Phía dưới đây thì sẽ là thiết kế có túi chéo này. Đặc biệt là chiếc túi này nó thiết kế rất là hay, có cả túi chéo và cả túi đứng cho các bác chúng ta sử dụng. Và hai cái không gian túi này nó khác nhau nên là các bác đi ra ngoài có thể là mang theo rất là nhiều đồ đạc luôn. Miệng túi có nắp có cúc nên là mình đựng đồ cũng không lo là bị rơi bị mất này. Độ mới của áo thì rất là cao. Bác nào thích những con áo tông sáng màu một chút có thể tham khảo cho mình chiếc này. Mã sản phẩm sẽ là G167. Mình đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo hai mặt. Cho quý chị chúng ta coi trước một chút cái phần mặt áo tông màu đen này. Nó sẽ có một cái hình in ở mặt đằng sau. Còn bằng mình sẽ còn thêm một cái mặt nữa. Nó sẽ là cái mặt áo tông màu xanh rêu. Đó, các bác mua một con áo mà như là mình mặc được hai con luôn. Mình có thể mặc được hai kiểu này. Và mã sản phẩm thì sẽ là G168, chiều dài là 63, ngang là 52 và vai là 45. Chiếc này thì là size SO. Các bác khoảng là 55 đến 60kg. Các bác có thể mặc vừa. Em này thì nó là cái form bomber, cái form dáng rất là huyền thoại. Mùa đông năm nào thì nó cũng sẽ ra những cái dáng áo bomber, họ chỉ thay đổi một vài chi tiết thôi. Ở đây là cái những cái form dáng áo mà rất là dễ mặc dễ dùng rồi. Bác nào mà chúng ta yêu thích cái sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn với nhà sành Đồ Si này. Mã sản phẩm thì sẽ là G168. Nhìn chung thì mặt trong hay là mặt ngoài thì nó đều là những cái tông màu rất là dễ sử dụng. Các bác muốn mặc đơn giản nhẹ nhàng thì các bác lựa cho mình cái mặt tông màu đen. Còn khi nào mà mình muốn mặc những cái tông màu nó nổi bật, nó tươi sáng hơn một chút, các bác có thể sử dụng cái mặt tông màu xanh rêu này, mặc cũng rất là trẻ, rất là đẹp luôn. Cho quý anh chị coi qua một chút cái phần mặt đằng sau này. Em này thì độ mới cực kỳ cao, thiết kế là đầy đủ túi chéo ở hai bên của áo này. Mã G168. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này của mình là một con áo cũng là form bomber luôn. Chiếc này thì là sản phẩm áo tông màu xanh than, sẽ là thiết kế cái tông màu hơi loang một chút nên là trông cái sản phẩm của mình nó rất là thời trang luôn. Ở phần tay áo này thiết kế bo chun, nó rất là đẹp, nó có một vài các cái chi tiết nhấn nhá cho cái sản phẩm của mình. Mã sản phẩm là G169, chiều dài là 67, ngang là 57 và vai là 43. Size áo sẽ là size M. M này nó sẽ là MO này. Các bác khoảng là từ 65 đến 70kg. Các bác vẫn có thể là bon chen thoải mái cho mình chiếc này. Em này thì nó là sản phẩm chính hãng của Philco, một cái thương hiệu thời trang cũng rất là nổi tiếng. Và cái sản phẩm của mình cũng như các thiết kế khác thuộc cũng có sẽ có là những cái thiết kế túi chéo ở hai bên để cho các bác chúng ta giữ ấm tay hoặc là mình có thể mang theo ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Bác nào ưng ý yêu thích cái sản phẩm này nhanh tay chốt đơn với nhà sành Đồ Si này. Thông tin Zalo, số điện thoại sành Đồ Si cũng ghim sẵn phía bên trên màn hình để cho các bác chúng ta tiện theo dõi rồi. Mã sản phẩm là G169, độ mới sản phẩm rất là cao vì toàn bộ các mặt hàng hiện nay của mình cũng đều là hàng mới về hết. Em này của mình thì sẽ là một sản phẩm của Manbel này. Chiếc này thì thiết kế trơn đơn giản với tông màu sẽ là tông màu xanh than. Mã sản phẩm là G170, chiều dài là 65 và sau là 68 và ngang là 53. Size áo cũng sẽ là size MO cho các bác chúng ta lựa chọn. Sản phẩm này sẽ phù hợp cho quý chị chúng ta có cân nặng khoảng từ 60 đến 65kg. Các bác có thể mặc vừa. Em này thì sẽ có thiết kế túi dọc ở trước ngực áo. Hai bên dưới này là túi chéo và toàn bộ túi miệng khóa. Miệng thì đều có khóa
hết, nên là mình đựng đồ, bảo quản đồ đạc rất là yên tâm luôn. Và về chất liệu thì đây cũng là một con áo gió hai lớp này, lớp lót bên trong của mình cũng là cái chất vải nỉ, có độ giữ ẩm giữ nhiệt rất là tốt để các bác chúng ta sử dụng trong cái thời tiết lạnh. Mã G170. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này của mình sẽ là một con áo tông màu đen. Chiếc này thì trông nó rất là phong cách luôn, đen phối với cả các cái đường viền tông màu đỏ. Mã sản phẩm sẽ là G171, chiều dài là 68 và ngang là 55. Size của sản phẩm sẽ là size M cho quý chị chúng ta có cân nặng khoảng 60-65kg. Các bác có thể mặc vừa. Sản phẩm này của mình là một con áo chính hãng của Mizuno này. Để cho các bác chúng ta coi tag mark, tem mark, hoàn toàn yên tâm là các sản phẩm đều là hàng chính hãng hết. Em này của mình thì nó là một con áo rất là mới, với chất liệu là chất kaki. Cho các bác chúng ta coi qua một chút này, các cái thiết kế của sản phẩm. Khóa kéo thì trơn tru mượt mà này. Và bên trong của mình đây, nó sẽ là một cái sản phẩm một lớp thôi. Nhưng mà những con áo chất kaki thì các bác hoàn toàn yên tâm về cái mặt chất liệu sản phẩm. Nó là những cái dòng chất liệu dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉnh. Và thứ hai nữa là cái độ giữ ẩm giữ nhiệt cũng rất là đảm bảo cho các bác luôn. Toàn bộ các phần chữ ở đây đều là thiết kế hình in, và chất lượng in thì cực kỳ đảm bảo này. Mã sản phẩm sẽ là G171. Bác nào yêu thích các dòng hàng của Mizuno thì nhanh tay chúng ta chốt đơn chiếc này. Đảm bảo là các bác nhận hàng về mình cũng sẽ rất là ưng ý cái sản phẩm này luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo tông màu xanh dương. Chiếc này thì dành cho các bác nào mà chúng ta thích những cái thiết kế nó tối giản, nó không có quá nhiều các cái chi tiết họa tiết thì các bác chúng ta lựa em này. Mã sản phẩm sẽ là G172, chiều dài là 65, ngang là 52 và vai là 47. Size áo thì là size M này. Các bác bình thường vẫn mặc size M, hoặc là mình có cân nặng xung quanh tầm 60-65kg thì các bác chúng ta có thể mặc vừa. Chiếc này thì cũng là một con áo chất kaki. Cái lớp lót bên trong của mình sẽ là lớp vải mềm này. Các bác mặc cực kỳ thoải mái luôn. Và mình cũng có thể là mặc thêm cho mình một cái áo giữ nhiệt hoặc là một cái áo phông mỏng ở bên trong thôi là cũng đủ để các bác chúng ta đi qua cái mùa đông năm nay rồi. Hai bên thì sẽ là thiết kế túi chéo và toàn bộ miệng túi là cũng có khóa đầy đủ. Mã G172, em này thì độ mới cực kỳ cao luôn. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay thì các bác yên tâm về độ mới này. Chiếc này là có thiết kế có mũ. Mình đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một con áo khoác gió phun đen. Chiếc này của mình có mã là G173, với chiều dài là 77, ngang là 62 và vai là 52. Size áo sẽ là size 2XL cho quý chị chúng ta lựa chọn. Chiếc này thì sẽ thích hợp cho các bác chúng ta có cân nặng khoảng 75-80kg thì các bác có thể mặc vừa. Em này thì form dáng rất là rộng rãi thoải mái này, cũng đầy đủ túi ở hai bên luôn. Đặc biệt là túi của chiếc này nó thiết kế cực kỳ rộng luôn. Nên là các bác nào mà chúng ta có nhu cầu mang theo nhiều đồ đạc thì các bác chúng ta yên tâm chốt đơn cho mình chiếc này. Và miệng túi cũng là có khóa này. Em này thì full đen rồi, cũng không có quá nhiều chi tiết cần phải giới thiệu quá kỹ đến quý chị. Nên là bác nào mà chúng ta thích những con áo tối giản đơn giản thôi, các bác có thể là chốt đơn cho mình em này. Chất áo thì là áo gió hai lớp này, lớp lót bên trong của mình là lớp lót lưới. Và thường thì những con áo khoác gió cái ưu điểm vượt trội của nó là cái độ chắn gió chống bụi, và thứ hai nữa là cái trọng lượng của các sản phẩm áo khoác gió nó rất là nhẹ, mặc lên cực kỳ thoải mái này. Em này có mã là G173. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm áo tông màu đen. Chiếc này cũng là một cái dáng áo bomber rất là chất lượng, rất là thời trang cho các bác chúng ta lựa chọn. Chiếc này thì là full thêu, toàn bộ các cái phần chi tiết trên sản phẩm đều là hình thêu này. Mặt đằng sau cũng là hình thêu, rất là đảm bảo chất lượng luôn. Mã sản phẩm thì sẽ là G174, chiều dài là 71 và ngang là 65. Size của chiếc này sẽ là size L cho quý chị có cân nặng khoảng từ 65-70kg. Các bác có thể lựa chọn tay áo like, áo bo chun thì khi mà quý chị chúng ta đi ngoài đường, đặc biệt là các bác nào mà hay phải chạy xe ngoài đường này, lựa chọn chiếc này thì mình mặc không lo bị gió lùa vào trong người. Đây lại là một con áo form bomber dày dặn chất lượng, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta chốt đơn em này, đảm bảo là quý chị về chúng ta cũng rất là ưng ý cái sản phẩm này luôn. Mã sản phẩm sẽ là G174. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì nó là một con áo khoác gió cũng là tông màu đen. Chiếc này đến từ nhà Descente. Đây tem mác, tag mác đầy đủ này. Sản phẩm của mình cũng là thiết kế có mũ. Mã sản phẩm là G175, chiều dài là 75 và ngang là 62. Size của sản phẩm là size 2XL. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta có cân nặng khoảng 75kg đến tầm 80kg các bác vẫn có thể mặc vừa. Còn nếu như mà quý chị chúng ta muốn mặc cái form nó rộng rãi thoải mái thì nhà sản xuất tư vấn là khoảng 70-75kg thì các bác chúng ta chốt đơn cho mình em này. Cái màu sắc của chiếc này nó rất là tối giản rồi, nên là các bác cứ yên tâm mình có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Và chiếc này là một sản phẩm áo gió hai lớp này, lớp lót bên trong sẽ là lớp lót vải nỉ. Mã sản phẩm sẽ là G175. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live hôm nay.
Em này cũng là một sản phẩm đến từ nhà Mizuno. Bác nào thích cái form áo cổ tròn này, không phải là một con áo khoác đâu, nhưng mà nó là một cái sản phẩm áo cũng rất là hợp lý để các bác chúng ta mặc trong cái thời tiết mùa thu đông. Mã sản phẩm thì sẽ là G176, chiều dài là 69 và sau là 74 và ngang thì sẽ là 63. Chiếc này thì dành cho quý anh chị chúng ta mặc size XL hoặc là mình có cân nặng khoảng 75 đến khoảng là 70-75kg thì các bác có thể mặc vừa. Cái phọ, cái thiết kế áo trông nó rất là thể thao, nó cũng rất là trẻ trung năng động. Ở mặt trước mặt sau của mình thì nói chung là cũng na ná như nhau thôi. Ở mặt đằng trước này ở trước ngực thì sẽ là cái logo và tên của nhà Mizuno. Đây là cái họa tiết hình in. Còn về chất lượng này, chất liệu này thì các bác thấy lớp lót bên trong của mình cũng là lớp lót nỉ dày dặn. Mã sản phẩm thì sẽ là G176. Bác nào yêu thích chiếc này thì chốt đơn với nhà Sành Đồ Xì. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Một con áo của thương hiệu Dunlop. Sản phẩm của mình sẽ là tông màu xanh than. Em này thì sẽ là thiết kế áo dấu mũ này. Trên cái phần đằng sau này chúng ta có tên của thương hiệu. Đây toàn bộ là hình thêu hết. Mã sản phẩm sẽ là G177. Chiều dài là 70, ngang là 62 và vai là 53. Chiếc này thì các bác mặc áo size L hoặc là mình xung quanh tầm 65-70kg thì các bác có thể mặc vừa. Họ thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này. Nhìn chung thì đều là những cái thiết kế rất là tối giản basic để quý chị có thể sử dụng mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Đó, những con áo này thì rất là đa di năng rồi. Mã G177, sản phẩm của mình là áo gió hai lớp dày dặn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo của thương hiệu Uniqlo. Uniqlo đó, nói chung là mình cứ gọi dân dã thì là Uniqlo. Em này được gia công và sản xuất tại Việt Nam và mã sản phẩm sẽ là G178, chiều dài là 64 và sau là 70, ngang là 68 và vai thì là 58. Size áo sẽ là size L. Quý chị có cân nặng khoảng từ 65-70kg có thể chốt đơn cho mình chiếc này. Em này của nhà Uniqlo thì là một sản phẩm áo khoác gió một lớp. Nói chung là cũng tùy vào cái nhu cầu sử dụng của quý chị. Các bác chúng ta đang tìm kiếm những con áo chắn gió chống bụi tốt và nó phải là những cái sản phẩm mặc lên thoải mái, dễ chịu, có trọng lượng nhẹ thì các bác chốt đơn cho mình một con áo gió một lớp như này là vừa đủ rồi. Còn nếu như mình đang tìm kiếm những cái sản phẩm áo dày dặn hơn để mình sử dụng giữ ấm cho mùa đông thì các bác chúng ta có thể tham khảo các sản phẩm khác. Vừa rồi mình cũng đã đi qua rất là nhiều các cái sản phẩm áo gió dày dặn rồi. Em này của mình thì sẽ có mã là G178 này, một con áo chính hãng của Uniqlo nên là các bác cứ yên tâm về cái mặt chất lượng sản phẩm. Như cái nhà thương hiệu giới thiệu thì cái sản phẩm này của mình nó còn có khả năng chống cả tia UV cơ, nên là các bác có thể sử dụng chiếc này như một con áo gió để mình chống nắng cũng được luôn. Mã G178 này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm áo có thương hiệu Champion. Chiếc này của mình sẽ là tông màu xanh dương. Mã sản phẩm là G179, chiều dài là 71 và ngang là 56. Size áo sẽ là size L. Các bác chúng ta bình thường mặc áo size L hoặc là mình có cân nặng từ 65-70kg thì có thể chốt đơn cho mình chiếc này. Champion thì nó cũng là một cái thương hiệu có rất là có tên tuổi rồi, nên là các bác cứ yên tâm về các cái sản phẩm đến từ cái thương hiệu này, chất lượng họ cũng sẽ làm rất là đảm bảo cho các bác. Và đây cũng là một sản phẩm áo khoác gió hai lớp này, cái lớp lót bên trong các bác có thể tự mình chúng ta quan sát cận chất luôn. Các bác cứ yên tâm là toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay nhà Sành Đồ Xì cũng đã kiểm tra cũng như là tuyển chọn kỹ càng rồi trước khi mà lên live cho quý chị. Và mã sản phẩm thì là G179. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì là một con áo phun đen. Đây là một thiết kế của nhà SD Bauer, đã tem mác các mác cực kỳ uy tín này. Mã sản phẩm là G180, chiều dài là 80, ngang là 58 và vai là 52. Size áo sẽ là size XL cho quý chị chúng ta lựa chọn. Và chiếc này của mình sẽ là một sản phẩm áo khoác dáng dài. Các bác nào đang có nhu cầu tìm kiếm cái sản phẩm mình sử dụng trong thời tiết lạnh của mùa đông thì tham khảo luôn cho mình chiếc này. Em này thì tông màu đen quá là tối giản rồi. Các bác có thể là sử dụng phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Chất liệu thì dày dặn và đây cũng sẽ là cái dòng chất liệu cực kỳ bền cho các bác chúng ta sử dụng. Mình có thể là mặc từ năm này qua năm khác luôn. Đến khi nào sản phẩm nó cũ thì các bác bỏ đi chứ không bao giờ lo là cái chất liệu của mình hay là áo của mình nó bị hỏng, bị lỗi đâu. Mã sản phẩm thì là G180 này, thiết kế đầy đủ là túi ở hai bên và túi cực kỳ rộng rãi cho các bác chúng ta sử dụng. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo khoác gió. Chiếc này thì là một sản phẩm của thương hiệu Wilson, cũng là một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Mã sản phẩm là G181, chiều dài là 74, ngang là 62 và vai là 52. Size áo sẽ là size XL cho quý chị chúng ta xung quanh tầm 70 đến 75kg thì các bác có thể mặc vừa. Em này thì nhìn chung thiết kế cũng
cũng rất là tối giản, với tông màu chủ đạo là tông màu đen, sẽ có thêm một vài cái đường kẻ ở mặt đằng trước của áo này. Và về chất liệu thì đây sẽ là một con áo gió hai lớp, lớp lót bên trong của mình sẽ là lớp lót vải lưới mã G181 cho các bác chúng ta lựa chọn. Tiếp theo mình đến với một sản phẩm áo khoác gió tông màu đen, đây cũng là một thiết kế rất là tối giản đến từ nhà ASICS. Như đã giới thiệu với quý chị thì ASICS là một thương hiệu thời trang cũng rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Em này sẽ có mã là G182, chiều dài là 72 và ngang là 61. Size áo của mình sẽ là size XL. Quý chị chúng ta có cân nặng khoảng từ 70 đến 75 kg, các bác có thể tham khảo cho mình chiếc này. Em này cũng sẽ là một con áo gió dày dặn, với cái lớp lót bên trong của mình này sẽ là lớp lót vải cũng rất là dày luôn. Còn cái mặt đằng sau này thì sẽ thiết kế có dấu mũ, nếu như mà các bác muốn sử dụng thì mình có thể là lật cái phần miếng dán lên. Mã sản phẩm sẽ là G182. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, mình có thêm một sản phẩm nữa của nhà Kiwis. Em này thì thiết kế trơn đơn giản với tông màu đen, mã sản phẩm là G183, chiều dài là 77 và ngang là 73. Chiếc này dành cho các bác chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng 70 đến 75 kg có thể mặc vừa. Bác nào chúng ta thích những sản phẩm thiết kế đơn giản tối giản thì có thể tham khảo cho mình chiếc này của nhà Kiwis. Và về chất liệu thì em này cũng là một con áo khoác gió hai lớp, với lớp lót bên trong của mình cũng là lớp lót nỉ luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo này, một con áo tông màu xanh than, em này của thương hiệu Descente, và sản phẩm này sẽ là cái thiết kế half zip, và trên mỗi cái phần cúc kim loại này cũng đều có dập tên của thương hiệu. Mã sản phẩm là G184, chiều dài là 66 và ngang là 56. Size áo sẽ là size M cho quý chị xung quanh từ 60 đến 65 kg, các bác có thể mặc vừa. Tay áo, lai áo đều có thiết kế bo chun rất là gọn gàng. Em này thì chất vải dày dặn nên là các bác cứ yên tâm lên form giảm, các bác coi trên like thôi đã thấy là cái form của nó lên rất là chuẩn chỉnh rồi. Mình đến với sản phẩm tiếp theo, em này là một con áo khoác cổ tròn này, lại gần một chút để quý chị có thể là coi cận chất cận màu cũng như là kỹ hơn các cái chi tiết thiết kế của sản phẩm. Một thiết kế của thương hiệu Fine Out, mã sản phẩm là G185, chiều dài sản phẩm là 73, ngang là 58 và vai là 50. Size áo sẽ là size XL cho các bác có cân nặng khoảng từ 70 đến 75 kg, các bác có thể mặc vừa. Em này thì thiết kế full đen, cũng không có quá nhiều các cái chi tiết gì nổi bật cả. Mình sẽ có một cái túi đứng ở đây và sẽ là miệng túi có khóa này. Dưới đây thì cũng sẽ có thiết kế túi chéo ở hai bên. Bác nào mà thích những con áo trơn đơn giản thì đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn rất là hợp lý của mình. Tiếp theo này, chúng ta đến với một sản phẩm áo khoác tông màu vàng. Em này thì đến từ thương hiệu Polo Club. Mã sản phẩm của mình sẽ là G186 này, chiều dài là 66, ngang là 62 và vai sẽ là 54. Size áo là size L, quý chị chúng ta có cân nặng khoảng 65 đến 70 kg là có thể mặc vừa. Bác nào thích những con áo tông màu tươi tắn một chút thì chúng ta lựa chọn em này. Và quý chị cứ yên tâm, những cái sản phẩm áo gió này thì cực kỳ dễ để các bác chúng ta phối đồ luôn. Nó màu sắc nó sáng màu, nhưng mà được cái là thiết kế nó cũng khá là tối giản. Phía dưới đây thì vẫn có đầy đủ túi chéo hai bên cho bác chúng ta sử dụng. Và đây sẽ là một con áo gió hai lớp này, bên trong này tem mác tăng mác về các bác check thoải mái luôn. Mã G186. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo của nhà Mizuno. Ngày hôm nay chúng ta cũng có khá là nhiều các mặt hàng đến từ thương hiệu Mizuno của Nhật Bản. Mã sản phẩm là G187, chiều dài là 75, ngang là 68 và size của chiếc này sẽ là size 2XL. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta có cân nặng khoảng từ 75 đến 80 kg, các bác cứ yên tâm mình lựa chọn này. Báo cho các bác chúng ta coi qua một chút mặt trước mặt sau của sản phẩm. Quý chị nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn với nhà Sành Đồ Gì. Em này thì là một sản phẩm áo gió hai lớp, chất vải dày dặn nên là quý chị yên tâm về cái độ chắn gió chống bụi cũng như là giữ ấm của sản phẩm. Mình đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, cũng là một con áo gió rất là xứng đáng để các bác chúng ta lựa chọn. Sản phẩm có mã là G188, với chiều dài là 77 và sau là 82, ngang là 67 và size của chiếc này sẽ là size 2XL. Quý chị chúng ta có cân nặng khoảng 75 đến 80 kg này thì các bác chúng ta chốt đơn cho mình hôm nay. Thiết kế tối giản với tông màu đen, có thêm một vài các cái đường kẻ viền ở phần tay áo này. Chiếc này thì rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ luôn. Còn về chất liệu thì quý chị lại càng yên tâm hơn. Em này của mình thì sẽ là một sản phẩm áo gió hai lớp dày dặn, với lớp lót bên trong của mình là lớp lót nỉ
này, tem mát, tag mát đầy đủ. Mã sản phẩm sẽ là G188. Quý chị chúng ta đã ưng ý sản phẩm này rồi thì nhanh tay là chúng ta chốt đơn với Sành Đồ Si. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con áo khoác một lớp đến từ thương hiệu Crocodile, một cái thương hiệu thời trang cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc. Mã sản phẩm là G189, chiều dài là 64, ngang là 58 và vai là 51. Size áo sẽ là size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg. Các bác có thể mặc vừa. Quý chị nào yêu thích các dòng hàng của nhà Crocodile thì có thể là chốt đơn cho mình chiếc này. Thiết kế đầy đủ túi và chiếc này cũng là thiết kế có túi chéo cũng như là có túi đứng để cho các bác chúng ta sử dụng. Mã G189. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm áo phối mỏng. Chiếc này thì sẽ là đen phối với ghi, và đây là một sản phẩm của nhà Nike. Mã G190, chiều dài là 73 và sau là 76 và ngang là 58. Size của chiếc này sẽ là size L cho các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg, có thể chốt đơn cho mình này. Còn về form dáng thì em này là thiết kế form suông rộng rãi, hai bên phía dưới này sẽ là thiết kế túi chéo và miệng túi cũng có khóa đầy đủ cho mình luôn. Về mặt chất liệu thì em này là một con áo khoác gió một lớp, thích hợp cho quý chị chúng ta lựa chọn mặc trong cái thời tiết se se lạnh này. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Mình có thêm một con áo khoác gió một lớp. Em này thì sẽ là một sản phẩm áo tông màu nâu nhạt đến từ thương hiệu Uniqlo. Mã sản phẩm là G191, chiều dài là 76 và ngang là 62. Size áo sẽ là size XL. Sản phẩm này form dáng khá là rộng rãi thoải mái này. Các bác chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75kg thì yên tâm chốt đơn cho mình em này. Là một con áo có mũ ở đằng sau cho các bác chúng ta sử dụng luôn. Mã sản phẩm là G191. Mình đến với sản phẩm tiếp theo. Em này của mình cũng là một con áo thiết kế cực kỳ mỏng nhẹ cho các bác chúng ta mặc trong cái thời điểm thời tiết không quá lạnh. Một sản phẩm chính hãng của nhà Valentino, một cái thương hiệu thời trang mà chuyên về các cái dòng hàng mang phong cách của Ý này. Mã sản phẩm là G192, chiều dài là 71 và ngang là 60. Size áo của mình cũng là size XL cho các bác chúng ta lựa chọn. Quý chị nào đang có nhu cầu tìm kiếm những con áo khoác gió mỏng nhẹ mặc lên thoải mái dễ chịu và là những sản phẩm có thiết kế tối giản, đơn giản, dễ mặc, dễ dùng thì tham khảo luôn cho mình chiếc này của nhà Valentino. Mã sản phẩm là G192. Em này là thiết kế áo hai lớp, lớp lót bên trong của mình là lớp lót vải lưới. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con áo form bomber dành cho bác nào yêu thích tông màu xanh rêu. Mã sản phẩm là G193, chiều dài là 65, ngang là 56 và vai là 56cm. Size áo là size M, quý chị từ 60 đến 65kg có thể chốt đơn cho mình hôm nay. Form của chiếc này mặc lên thì tương đối là gọn gàng. Bác nào yêu thích cái form bomber thì chốt đơn em này, cũng là một con áo rất là dễ mặc, dễ dùng luôn. Mã sản phẩm là G193 và độ mới của áo còn cực kỳ cao. Mình đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này thì là một sản phẩm áo khoác tông màu xanh than, một con áo chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo. Chiếc này thì được gia công và sản xuất ngay tại Việt Nam luôn. Mã G194, chiều dài là 68 và ngang là 49. Size áo cũng sẽ là size M cho các bác có cân nặng từ 60 đến 65kg, yên tâm lựa chọn này. Em này thì là thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều họa tiết chi tiết gì ở bên trên sản phẩm, nên với sản phẩm này các bác có thể sử dụng mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm và cũng rất là dễ để mình có thể là phối hợp chung với các cái trang phục khác nhau. Và thiết kế thì cũng đầy đủ, có túi chéo ở hai bên này. Về mặt chất liệu thì đây là một sản phẩm áo gió hai lớp, lớp lót bên trong của mình là lớp kaki dày dặn. Mã G194. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này cũng là một con áo khoác gió phối mỏng, bên trên này chúng ta có cái thiết kế họa tiết dần di, và mã sản phẩm thì sẽ là G195, chiều dài là 69 và ngang là 55. Em này cũng sẽ là size M cho quý chị chúng ta lựa chọn luôn. Áo có mũ này, chiếc này các bác phải mặc lên trên người mới thấy em này là một con áo mặc rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn. Với sản phẩm này thì sẽ có mã là G195. Bác nào ưng ý sản phẩm thì nhanh tay chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Mình đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì cũng sẽ là một con áo full đen. Ngày hôm nay mình có đa số là các sản phẩm nó thiết kế đều rất là tối giản, đơn giản thôi để các bác có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày. Mã sản phẩm là G196 với chiều dài là 68, ngang là 59 và vai là 48. Size áo sẽ là size L, quý chị chúng ta có cân nặng khoảng 65 đến 70kg là có thể mặc vừa rồi. Đây cho các bác chúng ta coi gần lại một chút phần cổ áo này, tem mác, tag mác thì đầy đủ. Và đây là một sản phẩm áo gió hai lớp, lớp lót bên trong của mình cũng là vải lót lưới luôn. Mã sản phẩm là G196. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này là một con áo chính hãng của thương hiệu Reebok. Chiếc này cũng là một sản phẩm áo full đen. Về chất liệu thì là một thiết kế áo lót lưới này. Chiếc này thì chất vải rất
rất là mềm mại. Các bác cứ giặt giũ thoải mái cho mình, chất vải cực kỳ bền luôn. Mã G197, chiều dài là 75, ngang là 64 và vai là 49. Size áo là size L cho quý chị từ 65 đến 70kg, có thể vừa vặn cho mình chiếc này. Bác nào yêu thích những con áo tối giản thôi thì đây cũng sẽ là một trong những cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho quý chị. Mã G197, em này sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà xanh Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống, và đừng quên là ủng hộ nhà xanh Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà xanh Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.